Huyện Mai Sơn hiện có trên 6.500 ha cà phê, trong đó gần 6.200 ha cho thu hoạch quả, sản lượng ước đạt hơn 90.600 tấn. Để xây dựng vùng trồng cà phê ứng dụng công nghệ cao, huyện Mai Sơn đã phối hợp điều tra hiện trạng, ra soát 500 ha đất để xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. Lựa chọn hỗ trợ một số xã triển khai 8 đến 10 ha làm mô hình ứng dụng công nghệ trên cây cà phê do công ty cà phê Minh Tiến tài trợ thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm giữ vững thương hiệu cà phê sơn la ngay từ đầu năm huyện mai sơn đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các doanh nghiệp thu mua sơ chế cà phê tổ chức triển khai hàng chục lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho hàng nghìn lượt nông dân thực hành cắt tỉa cành sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật chỉ thu hái quả cà phê chín không thu hái quả cà phê non ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cà phê nhân và giá trị sản phẩm thành lập các đoàn công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thu mua, sơ chế của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sơ chế cà phê, yêu cầu các xã ký cam kết chấp hành luật bảo vệ môi trường với 100% cơ sở sơ chế và chế biến cà phê trên địa bàn.